Hunter Biden, Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, thì ông vừa qua đã bị buộc hai tội không nộp thuế thu nhập liên bang và sở hữu võ khí bất hợp pháp. Và ông đã đạt được một cái thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ theo một cái lá thư được đệ trình lên tòa án quận Hoa Kỳ ở Delaware. Là một phần của cái sự thỏa thuận này được công bố vào hôm nay thứ ba, Hunter Biden sẽ nhận cái tội nhẹ về thuế và dự định sẽ đạt được một cái thỏa thuận với các người công tố viên về cái trọng tội sở hữu súng trái phép với tư cách là một người sử dụng ma túy. Việc giải quyết một vụ án hình sự liên bang cùng với các cáo buộc được đệ trình lên tòa án, đây là một cái điều rất là bất thường mặc dù điều này không hoàn toàn chưa bao giờ xảy ra thưa quý vị đây là một cái điều mà chúng tôi thấy cũng rất là khó hiểu tại vì chính quyền joe biden họ có những cái chính sách rất là khó khăn đối với súng đạn tuy nhiên à, con trai của tổng thống hunter biden thì có lẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những cái chính sách khó khăn của chính cha của ông vì nếu mà những người dân bình thường mà nghiện ngập ma túy mà sở hữu súng như vậy thì sẽ bị những cái trọng tội rất nặng ở tù là một cái điều chắc chắn Thỏa thuận này kết thúc cuộc điều tra kéo dài của Bộ Tư pháp về con trai thứ hai của ông Joe Biden, đó là Hunter Biden. Nó cũng đã ngăn chặn một cái phiên tòa có thể tạo ra nhiều ngày hoặc là nhiều tuần lễ và gây mất tập trung cho tòa bà đốc vốn đã cố gắng gây khoảng cách đối với Bộ Tư pháp. Ông Christopher Clark là luật sư của Hunter Biden cho biết trong một lời tuyên bố rằng ông hiểu rằng cuộc điều tra kéo dài 5 năm hiện nay đã được giải quyết. Thưa quý vị, một cuộc điều tra 5 năm trời và để kết thúc với một cái phán quyết rằng là tội nhẹ thôi, tội tiểu hình chứ không phải là đại hình về những cái sự việc mà trốn thuế. Và khi mà liên quan đến việc trốn thuế như vậy thì tại sao giới báo chí không có những cái câu hỏi là những cái đồng tiền Hunter Biden làm ra là ở đâu với lý do gì và tại sao không đóng thuế thì hoàn toàn không có những câu hỏi như vậy và một lần nữa chúng ta cũng có thể hiểu rằng tại vì đó là Hunter Biden cho nên không có những cái sự khó khăn đối với ông. Tin tức này được đưa ra khi các người đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội theo đuổi các cuộc điều tra của riêng họ về hầu hết mọi khía cạnh trong các giao dịch kinh doanh bất chính của Hunter Biden, bao gồm kiểm tra các khoản hối lộ nước ngoài và các khía cạnh khác về tài chính mà Hunter Biden đã đoạt được. Joe Biden cũng phải đối mặt với các câu hỏi về các giao dịch kinh doanh và cái chứng nghiệm ma túy của người con trai của ông các cáo buộc về súng nói rằng Hunter Biden đã sở hữu một khẩu súng ngắn không có giấy phép và người tình cũng là chị dâu của hắn ta đã quăng cái khẩu súng này vào thùng rác khẩu súng này là khẩu Cobra 38 đặc biệt và trong lúc Hunter đã sử dụng ma túy mà vẫn có sở hữu súng tội danh này có mức án tối đa là 10 năm tù ở tuy nhiên bộ tư pháp cho biết rằng Hunter Biden đã đạt được một cái thỏa thuận trước khi xét xử về cái cáo buộc um, sở hữu súng này Hunter Biden Hiện nay 53 tuổi trong nhiều năm đã trở thành tâm điểm của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, những người đã cáo buộc ông về những hành vi sai trái liên quan đến chính quyền Ukraine và chính quyền Cộng sản Trung cộng cũng không và cùng những cái vấn đề khác. Hunter Biden đã làm việc với tư cách là một nhà vận động hành lang không có giấy phép, luật sư, chủ ngân hàng, đầu tư và nghệ sĩ và đồng thời cũng đã công khai chi tiết về cái sự việc lạm dụng các chất kích thích ma túy của ông. Chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện ông James Comer đã vào năm 2022 cáo buộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã giữ lại các báo cáo hoạt động đáng ngờ tài chính để mà bảo vệ các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden. Và theo lời à, tuyên bố của ông Tucker Carlson thì à, ca ngợi những cái ông đã ca ngợi những cái lời tiên tri của cựu tổng thống Donald Trump khi mà ông đã dự đoán Hunter Biden sẽ bị một cái hình phạt rất là nhẹ một cái tác vào tay mà thôi khi mà đúng ra Hunter Biden phải đối mặt với một cái bản án là khoảng 4, 400 năm tù ở thưa quý vị. Ông Tucker Carlson đã cảnh báo rằng tội lỗi của Hunter Biden đã được rửa thật, rửa sạch bởi Bộ Tư pháp. Sáng hôm nay, Hunter Biden hầu như không nhận bất cứ cái tội gì. Ông Carson nói trong một cái đoạn độc thoại Tucker trên Twitter mới nhất của ông vào chiều ngày thứ ba hôm nay. Đây là lần thứ năm kể từ khi ông ta bị sa thải khỏi đài truyền hình Fox News không có một cuộc đột kích vào nhà riêng của hunter biden trước buổi sáng được phát hình trực tiếp trên đài truyền cnn không có một cái hành vi phạm tội không có một cái sự cổng tay không có một cuộc họp báo và trên hết không có một cái trọng tội nào cho hunter biden người đã vi phạm pháp luật về súng vẫn có thể mang súng trong người hiện nay và nó giống như tất cả chưa có một điều gì xảy ra đối với hunter biden và trên thực tế thì bộ tư pháp đã vừa rửa tội sạch sẽ cho hunter biden à, tội lỗi cả đời chỉ được gột rửa trong tích tắc và đó là một cái phép màu thế lực dành cho riêng gia đình của joe biden ông carson lưu ý một cách nghiêm túc à, rằng hunter biden đã không phải đối mặt với sự giám sát nào vì chưa bao giờ ông ta ghi danh làm người vận động hành lang ở nước ngoài theo cái đạo luật fara đây là một cái đạo luật bất cứ, bất cứ người nào cũng phải đăng ký để làm một người vận động hành lang ở ngoại quốc và tất cả mọi tội lỗi có thể bị trừng phạt bởi chính quyền washington dc nhưng nó chỉ làm việc khi mà đó là những người kẻ thù hoặc là đối lập của đảng dân chủ mà thôi các cường quốc nước ngoài chưa bao giờ có nhiều quyền lực hơn ở Hoa Kỳ Thì hiện nay theo lời ông Carson Họ có những người gián điệp làm việc ở khắp mọi nơi Trong mọi cơ quan liên bang Hoa Kỳ Và cái điểm duy nhất mà cái đạo luật FARA À, được thực hiện sau nhiều thập kỷ nó đang bị phớt lờ đó là những cái sự quấy rối bỏ tù các người đối thủ chính trị cấp cao của đảng dân chủ mà thôi nhưng Hunter Biden mặc dù được cho là đã kiếm được hàng chục triệu đô la từ những quốc gia như là Ukraine hoặc là cộng sản trung cộng dường như sẽ không phải đối mặt với bất cứ một cái sự giám sát nào của pháp luật hoặc là giới truyền thông dòng chính ông carson tiếp tục nói rằng là hunter biden đã bán cái quyền tiếp xúc của cha mình và các nhà lập pháp khác cho những người dân trung quốc người ukraine và các quốc gia trên khắp thế giới và hắn ta không bao giờ phải bị đền tội bởi những cái điều đó tại sao thưa quý vị Tại vì Hunter Biden đã có một cái gene rất tốt của dòng dõi vua chúa Joe Biden. Ông sân chỉ ra những cái tác phẩm nghệ thuật mà Hunter Biden đã bán lên đến hàng trăm ngàn đô la, mặc dù hắn ta chưa bao giờ là một người họa sĩ. Và các phương tiện truyền thông cánh tả hiện nay đang lên tiếng để mà su nịch Hunter Biden là một người nghệ sĩ rất là có tài và thưa quý vị đây là một cái hành động kinh doanh mới nhất của Hunter Biden à, đây là một cái tấm bình phong rửa tiền theo kiểu thông dụng của à, giới mà à, bên à, bên Hồng Kông đó thưa quý vị thì Hunter Biden là một người nếu mà là một người có đạo đức, Hunter Biden là một người có những cái vấn đề đạo đức rất là bê, bê bối và điều này cho chúng ta thấy rằng những cái hành động mà Hunter Biden vẽ tranh ảnh để bán lấy tiền thì đó chỉ là những cái hoạt động rửa tiền thật sự mà thôi. Trường hợp này là một phần của xu hướng đang phát triển trong xã hội Hoa Kỳ, đó là một sự đảo ngược hoàn toàn của cái sự đức hạnh. Điều này từ được coi là đáng ngưỡng mộ bây giờ đang bị chế giễu là một cái sự ngu ngốc điều đó nó sẽ bao gồm như là thành tích làm việc trí thông minh sự trung thực sự tự chủ khiêm tốn đó là những cái đặc điểm của quốc gia hoa kỳ khi xưa đó là những cái đức tính của ngày hôm qua tuy nhiên chúng không còn tồn tại nữa ở hoa kỳ ở vị trí của các người bên đảng dân chủ thì tất cả những gì mà chúng ta coi là đáng khinh đáng ghê tởm bây giờ chúng ta được yêu cầu phải tôn thờ những cái điều kinh tởm đó thưa quý vị <laughs>